và các bạn, như vậy là trong những trận thi đấu ở bảng 1, 2, 3 thì chúng ta cũng đã chứng kiến được những màn tranh tài thật là sôi động và hấp dẫn. Các chú robot thì di chuyển rất là linh hoạt và nhanh nhẹn và những cú phát cầu thật là chính xác. Có vẻ như là những cái cảm giác mà hồi hộp, lo lắng, vui và buồn bã là những cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ở sân chơi này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trích tường thuật lại những trận thi đấu ở bảng 4 và bảng 5, hai bảng cuối cùng của vòng loại 1 của cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam năm 2015 khu vực miền Nam. Và đây là chân dung của ba đội ở bảng 4 vòng 1. Đội CK04 của Đại học Trần Đại Nghĩa, đội LHBVB của Đại học Lạc Hồng, đội UHKCK của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu trận đấu thứ tư sẽ được diễn ra tại khu vực xuất phát màu đỏ, đó là đội CK04 của Đại học Trần Đại Nghĩa. Và tại khu vực xuất phát màu xanh đó là LHBVB của Đại học Lạc Hồng. Đây là thời gian để cho các đội chuẩn bị lần giao cầu đầu tiên. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của vòng 4 giữa CK04 của Đại học Trần Đại Nghĩa và đội LHBVB của Đại học Lạc Hồng. Như vậy là trong lần giao cầu thứ hai của mình thì Đại học đại diện của Trần Đại Nghĩa là CK04 vẫn chưa ghi được điểm và tỷ số bây giờ là 0-3. Chính xác. Như vậy là đại diện của Lạc Hồng LHBVB đã ghi thêm được điểm thứ tư. Rất hay, rất hay. Như vậy là cả giao bóng và trả giao bóng đều hết sức xuất sắc và Đại học Trần Đại Nghĩa CK04 đã ghi được điểm đầu tiên của mình, một điểm hết sức là đẹp mắt và gay cấn. Giao cầu, rất tiếc. Cú trả giao cầu đã không đủ lực để có thể đưa cầu qua lưới, do đó là trận đấu đã kết thúc. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội CK04 ghi được 1 điểm, đội LHBVB ghi được 5 điểm và LHBVB được 3 điểm trận. Xin chào bạn, khi mà vừa nãy mình quan sát đội mình thi đấu chung với lại một cái đội thật là nặng ký, đó là Đại học Lạc Hồng, thì cái cảm giác của mình như thế nào ạ? Cảm giác của mình rất hồi hộp và cũng là Đại học Lạc Hồng thì trước đây từ trước đến giờ là cũng là một đội mạnh, nhưng mà trường mình cũng không phải là không phải vì thế mà nhụt bước trước đấy. Bọn mình sẽ thi đấu với tinh thần fair play và chiến thắng đến cùng. Trần Đại Nghĩa cố lên! Trần Đại Nghĩa! Trần Đại Nghĩa! Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đây là trận đấu tiếp theo tại khu vực xuất phát màu đỏ giữa hai đội IUHKCK Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại khu vực xuất phát màu xanh là đội CK04 của Đại học Trần Đại Nghĩa. Trận đấu xin được bắt đầu. Theo bốc thăm thì CK04 sẽ là đội giao cầu đầu tiên. Chúng ta chờ đợi xem là CK04 có ghi được điểm trận trong trận đấu ngày hôm nay, trận đấu này hay không. Khi mà ở trận đấu mở màn thì CK04 đã không thành công. Giao cầu chính xác. Như vậy là ngay lần giao cầu đầu tiên thì CK04 lần giao cầu đầu tiên thì CK04 đã không chính xác và Đào Công nghiệp đã ghi được điểm. Đào Công nghiệp vừa có lượt giao cầu đầu tiên của mình và họ cũng đã không ghi được điểm. Tỷ số hiện tại là 1-1. Như vậy là cả hai đội đã không thành công trong lần giao cầu đầu tiên của mình. Chúng ta chờ đợi xem lần giao cầu thứ hai của Đại học Trần Đại Nghĩa CK04
cầu là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi mà các bạn phải điều khiển cầu sao cho cầu rơi đúng vào vị trí màu vàng của sân đối phương. Như vậy là Đại học Công nghiệp vừa ghi cho mình một điểm số vô cùng quý giá, 3-1. Lần giao cầu vừa qua thì Đại học Trần Đại Nghĩa đã không tuân thủ tín hiệu của trọng tài và điểm số vừa rồi đã được ghi cho Đại học Công nghiệp. Tỷ số hiện tại trên sân là 4-1. Đại học Công nghiệp giao cầu. Tuy nhiên Đại học Công nghiệp mà lần giao cầu vừa qua cũng không thành công, cầu đi ra ngoài và tỷ số được rút ngắn cho Đại học Trần Đại Nghĩa 2-4. CK04 vẫn còn cơ hội. CK04 giao cầu. Chàng giao cầu rất hay. Như vậy là UHKCK đã có một cú trả giao cầu hết sức xuất sắc và đã ghi điểm số thứ 5 trong trận đấu ngày hôm nay. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội UHKCK được 5 điểm, đội CK04 ghi được 2 điểm và đội UHKCK được 3 điểm trận. Xin được chúc mừng đội UHKCK. Thật sự là các bạn có những cái phát giao cầu rất là chính xác luôn. Chắc là ở ngoài đời chơi cầu lông giỏi lắm phải không ạ? Dạ vâng, ở ngoài đời cũng có chơi cầu lông nhưng mà không giỏi ạ. Không giỏi nhưng mà khi mà vào Robocon là trở thành giỏi ngay. Có đúng không nào? Theo chúng tôi quan sát thì có thấy rằng là ở mỗi đội của các bạn thì khi mà con robot mà giao cầu đều có một cái tấm đề can lót ở dưới. Điều đó là tại sao? Ngay từ bắt đầu tham gia thiết kế robot thì đội đã đặt mục tiêu là ở vòng 1 là mục tiêu là phát cầu rất chuẩn để giành những điểm tuyệt đối trong phim phát cầu. Thì đội đã nghĩ ra được cách là cắt cái giấy đề can để lót canh góc chuẩn để phát không bị lật, để đảm bảo những trái phát cầu luôn thành công. Có thể nói là với cái cách đó thì hoàn toàn là chỉ có đội của các bạn làm thôi, không có đội nào làm cả. Dạ vâng, đội cũng nghĩ là có đội làm nhưng mà hôm nay thì hầu như là không có đội nào làm, chỉ có đội của đại trường Đại học Công nghiệp là dùng phương pháp này để canh góc phát cầu chuẩn. Quả thật là một cái ý tưởng rất là hay, có đúng không nào? Vậy thì bạn, theo các bạn thì nhận thấy là đối thủ của mình như thế nào? Đối thủ của mình đến từ trường Trần Đại Nghĩa thì cũng là đối thủ truyền thống lâu năm của Robocon, thì đội cũng đã tính toán đưa ra phương án hợp lý là phương án sẽ phát cầu chuẩn trong vòng 1 này để có thể giành chiến thắng trước trường Đại học Trần Đại Nghĩa. Và không chỉ là trước trường Trần Đại Nghĩa không đâu mà còn những cái đội khác nữa, có đúng không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin được chúc mừng các bạn một lần nữa. Với Đại học Lạc Hồng chúng ta tin tưởng là như thế. Còn bây giờ thì chúng ta xin được giới thiệu đến quý vị trận đấu thứ 14 ở vòng 1 của cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2015 khu vực miền Nam. Tại khu vực xuất phát màu đỏ là đội LHBVB của Đại học Lạc Hồng. Và tại khu vực xuất phát màu xanh là UHKCK Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và trận đấu xin được bắt đầu. Một cú giao cầu chính xác. Mặc dù rất nhanh trả giao cầu, tuy nhiên thì UHKCK đã không thành công và một điểm đầu tiên đã thuộc về đại diện của Đại học Lạc Hồng LHBVB. Lượt giao cầu đầu tiên của Đại học Công nghiệp trả giao cầu rất hay. Hai điểm đầu tiên của trận đấu này đã thuộc về đại diện của Đại học Lạc Hồng. Đại học Lạc Hồng giao cầu chính xác. Như vậy là Đại học giao cầu Lạc Hồng đã giao cầu chính xác và đã ghi điểm số thứ 3 cho mình. Tỷ số hiện tại trên sân là 3-0, nghiêng về LHBVB. Giao cầu đã khó, trả giao cầu còn khó hơn rất nhiều. Nó đòi hỏi sự nhanh nhạy cũng như là điều khiển chính xác của người điều khiển. Trả rất là hay. Như vậy là liên tiếp là đại diện của Đại học Lạc Hồng LHBVB đã có những cú trả giao cầu hết sức chính xác. 4 điểm của trận đấu này đang đều thuộc về đại diện của Đại học Lạc Hồng.
chúng ta điểm số thứ 5 này sẽ thuộc về đội nào? Đại học La Hồng, các cậu chính xác. Tuy nhiên thì chính IHKCK mới là người ghi điểm với cú trả giao cầu hoàn hảo. Rất hay. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội LH BVB ghi được 5 điểm. Đội IOHKCK ghi được 1 điểm. Vậy LHBVB được 3 điểm trận. Chúng tôi sẽ được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ là đội CK04 Đại học Trần Đại Nghĩa. Và tại khu vực xuất phát màu xanh là LHBVB Đại học La Hồng. Và bây giờ trận đấu sẽ được bắt đầu. BVB của Đại học Lạc Hồng vừa có cú giao cầu thành công, một điểm dành cho Đại học Lạc Hồng. CK04 Đại học Trần Đại Nghĩa chuẩn bị giao cầu. Một cú thả giao cầu hết sức mạnh mẽ và đẹp mắt. Người điều khiển robot đã hết sức nhanh nhạy đoán được hướng đi của cầu. LHBVB chuẩn bị giao cầu. Trả giao cầu không thành công. Những cú giao cầu dễ sẽ khiến cho các bạn không ghi được điểm. Chúng ta chờ đợi cú trả giao cầu. Như vậy là BVB tiếp tục ghi điểm. CK04 đã không thể ghi điểm với lần giao cầu của mình. Mặc dù các bạn giao cầu chính xác, tuy nhiên thì chưa đủ độ khó và độ xoáy, cho nên là đại diện của Đại học Lạc Hồng đã dễ dàng có thể trả giao cầu. Và với lần giao cầu thành công thì LHBVB đã chiến thắng. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội CK04 ghi được 0 điểm. Đội LHBVB ghi được 5 điểm. Đội LHBVB đạt 3 điểm trận. Chúc mừng đội Đại học Lạc Hồng BVB. Các bạn đã có một cái chiến thắng tuyệt đối để giành 3 điểm trận trước đội CK04. Vậy thì chúng ta đã có được 3 trận đấu chiến thắng rồi. Vậy thì trong vòng những vòng tiếp theo nữa thì các bạn sẽ có những cái chiến thuật như thế nào ạ? Dạ thì tụi em cũng xài chiến thuật cũ là đánh chắc thắng chắc rồi chị. Vậy thì các bạn có thấy là với cái chiến thắng đó của mình là đó là điều đương nhiên là phải chiến thắng hay là các bạn có bất ngờ gì không? Dạ cũng bất ngờ chị, tại vì tất cả các trường đến đây thi đều là đội mạnh. Trong đó có Trần Đại Nghĩa, đội rất mạnh. Và hy vọng rằng là trong vòng sau các bạn vẫn sẽ giữ được cái sự tự tin cũng như là những cái thành công cho những cái trận này để mà trận thi đấu sau các bạn sẽ chiến thắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Ở bảng 1-2 của vòng 1, mỗi bảng có 4 đội nên mỗi đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với tổng số trận là 3. Còn ở bảng 3-4-5, mỗi bảng có 3 đội, do đó sẽ thi đấu 2 lượt với tổng số là 4 trận cho một đội. Trong bảng 4 này, LHBVB của Đại học Lạc Hồng đã xuất sắc thắng cả 4 trận nên được 12 điểm trận và giành vị trí nhất bảng. IHKCK của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và CK04 của Đại học Trần Đại Nghĩa cùng được 3 điểm trận. Tuy nhiên, IUHKCK có điểm thành tích cao hơn, do vậy kết quả bảng 4 vòng 1 như sau. Đội LHBVB được 12 điểm trận, 20 điểm thành tích. Đội IUHKCK được 3 điểm trận, 10 điểm thành tích. Còn đội CK04 được 3 điểm trận và 8 điểm thành tích. Dường như các trận đấu ngày càng kịch tính và sôi động hơn. Không biết bảng cuối cùng của vòng 1 sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi các trận đấu tiếp theo. Còn sau đây là các đội trong bảng 5 vòng 1. Đội SVI02 của Đại học Trần Đại Nghĩa, đội LH Lion của Đại học Lạc Hồng, đội SPK5 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu trận đấu thứ 5 tại khu vực xuất phát màu đỏ là đội SVI02 Đại học Trần Đại Nghĩa. Và tại khu vực xuất phát màu xanh đó là LH Lion của Đại học Lạc Hồng. Và bây giờ trận đấu bắt đầu. Đại học Lạc Hồng xuất sắc. Như vậy là đại diện của Đại học Lạc Hồng
LH Lion đã vừa ghi được điểm đầu tiên của mình bằng cú giao cầu chính xác. Lượt giao cầu tiếp theo sẽ là đại diện của Đại học Trần Đại Nghĩa SPI02. Bắt đầu giao cầu. Rất tiếc, Đại học Lạc Hồng đã cố gắng để trả giao cầu nhưng không thành công. Như vậy là tỷ số trên sân hiện tại là 1-1. Rất hay. Mặc dù rất nỗ lực nhưng mà Đại học Trần Đại Nghĩa đã trả giao cầu không thành công. Chúng ta chờ đợi xem cú giao cầu xoáy của Đại học Trần Đại Nghĩa. Trả giao cầu xuất sắc. Chúng ta thấy rằng là LH Lion vừa có cú trả giao cầu hết sức xuất sắc. Giao cầu xuất sắc. Như vậy là Đại học Trần Đại Nghĩa đã vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và đổi giao cầu cho Đại học Trần Đại Nghĩa. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là Đại học Trần Đại Nghĩa có thể gỡ hòa trong tình huống giao cầu tiếp theo hay không. SP02 chuẩn bị giao cầu. Hồng đã trả giao cầu hết sức xuất sắc và đã ghi mình một điểm. Tỷ số hiện tại là 4-2. Như vậy là Đại học Trần Đại Nghĩa đã không thành công trong việc trả giao cầu và Đại học Lạc Hồng đã ghi điểm thứ 5 quyết định cho trận đấu này. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội SV02 ghi được 2 điểm. Đội LH Lion ghi được 5 điểm. Và LH Lion được 3 điểm trận. Thưa quý vị, vừa rồi là trận đấu thứ 5 và là trận thứ 3 mà các đại diện của Đại học Trần Đại Nghĩa đã ra sân ở vòng loại khu vực miền Nam cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2015 năm nay. Tuy nhiên là một lần nữa thì Đại học Trần Đại Nghĩa đã không có được chiến thắng. Là những người chỉ đạo viên ở ngoài sân thì không biết là hai bạn cảm thấy như thế nào về cái phần thi đấu của đội mình vừa rồi? Thưa chị thì các em thì trong cái thi đấu thì các em đã cố gắng hết mình rồi. Nên là kết quả thành tích thì nó cũng không tương đối quan trọng lắm. Quan trọng là các em được vui chơi, tham gia tìm hiểu khoa học. Hết mình là cái điều tất yếu nhất. Vậy thì không biết là sau khi mà theo dõi robot của đội bạn cũng như đội mình ra sân thì bản thân các chị đạo viên có rút ra được cái kinh nghiệm gì để có thể truyền đạt lại cho các em, làm sao để cho chúng ta có thể có được chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo không ạ? Dạ, kinh nghiệm của tụi em rút ra là lần sau là sẽ cho các chị, cho các bạn chơi cảm giác được thoải mái, bình tĩnh và xác định được chính xác được cái phòng mình sẽ thực hiện. Như vậy sẽ cho mình kết quả tốt hơn. Như vậy là có lẽ là do tâm lý nhiều hơn là chúng ta thua về mặt robot đúng không ạ? Dạ. Vậy thì xin chúc cho các đại diện của trường Đại học Trần Đại Nghĩa sẽ làm sao có thể vượt qua được những cái khó khăn trong những cái trận đấu ban đầu này và chúng ta sẽ có được chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu trận đấu thứ 10 ở vòng 1 cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2015 khu vực miền Nam. Tại khu vực xuất phát màu đỏ là đội SPK5 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại khu vực xuất phát màu xanh đó là SPI02, trường Đại học Trần Đại Nghĩa. Và trận đấu sẽ được bắt đầu. Đây là lượt thi đấu thứ 2 của bảng 5 và là trận thi đấu thứ 2 của SPI02 và là trận thi đấu đầu tiên của SPK5. Ở trận thi đấu đầu tiên thì SPI02 đã chưa ghi được điểm trận và đây là trận đấu hết sức quan trọng của họ. Giao cầu ra ngoài. Rất tiếc cho Đại học Trần Đại Nghĩa SPI02 ở lần giao cầu đầu tiên đã không thành công. Đổi và điểm giao cầu cho SPK5 1-0. Như vậy là khi mà vẫn còn trong 15 giây thì chuẩn bị thì Đại học SPK5 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cầu. Như vậy là ở lần phạm luật này thì SPI02 đã được hưởng lợi và đã điểm số đã được ghi hòa. Chúng ta chờ đợi lượt giao cầu tiếp theo của SPI02 Đại học Trần Đại Nghĩa. Rất
giao cầu vẫn chưa thành công. Như vậy là Đại học Công nghiệp đã vừa ghi cho mình thêm một điểm số nhờ lần giao cầu hỏng của SV02 Trần Đại Nghĩa. SVK5 chuẩn bị giao cầu. Trả giao cầu không thành công. Như vậy là với lượt giao cầu thành công của mình thì SVK5 vừa ghi cho mình thêm một điểm số. Tỷ số hiện tại là 3-1. Quan sát robot của SV02 thì chú robot chỉ có nhiệm vụ giao cầu, có một tay cầu. Còn một chú robot thì có nhiệm vụ đỡ. Như vậy là các bạn vừa giao cầu thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Chúng ta chờ đợi xem lượt giao cầu này tiếp theo Đại học Công nghiệp, Đại học Sư phạm có thành công hay không. Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi thì SV02 có thể trả giao cầu thành công. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để các bạn ghi điểm và tỷ số hiện tại là 4-2, nghiêng về Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh SPK5. Đại diện của Đại học Trần Đại Nghĩa SV02 giao cầu. Rất hay. Các bạn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Đây là lượt giao cầu hết sức quan trọng của SPK5. Nếu các bạn thành công thì các bạn sẽ kết thúc trận đấu và giành 3 điểm trận. Chúng ta chờ đợi xem lượt giao cầu này các bạn có thành công hay không. Rất tiếc là các bạn đã giao cầu ra ngoài và tỷ số hiện tại là 4-0. Cơ hội vẫn đang dành cho cả hai đội. Các trận đấu cầu lông thì diễn ra rất nhanh, các tình huống diễn ra rất nhanh trên sân khiến cho các trọng tài làm việc hết sức vất vả. Trần Đại Nghĩa giao cầu thành công. Như vậy là các bạn đã ghi điểm số thứ 5 vô cùng quan trọng. Rất tiếc cho SV02 khi đã trả giao cầu không thành công. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, các đội giành nhau từng điểm số. SV02 giao cầu. Chính xác. Điểm số thứ 6 đã thuộc về SV02. SPK5 giao cầu. Trong sân, như vậy là hai đội đã hòa với tỷ số 6-0 và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ tổ trọng tài và ban giám khảo. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội SPK5 ghi được 6 điểm, đội SVI02 cũng ghi được 6 điểm và hai đội hòa nhau, mỗi đội được 1 điểm trận. Thưa quý vị, trong trận đấu vừa rồi ở bảng 5 thì SPK5 đại diện của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và một đại diện của trường Đại học Trần Đại Nghĩa, cả hai đã hòa nhau và mỗi đội thì chỉ được 1 điểm. Không biết là sau trận đấu vừa rồi chỉ có 1 điểm trận thì cái kết quả đó nó có khiến cho các bạn hài lòng không? Dạ, kết quả đó là không khiến tụi em không hài lòng lắm. Tụi em có thể làm được tốt hơn. Em tự tin có thể thi tốt hơn vào trận sau. Thực sự thì mà nói, quan sát cái trận thi đấu vừa rồi của các bạn thì tôi thấy là cái đầu tiên chúng ta giao cầu thì chưa có tốt lắm. Trong khi đó các khả năng giao cầu thì lẽ ra nó sẽ giúp cho các bạn có thể ghi được nhiều điểm hơn. Các bạn có rút ra được cái kinh nghiệm gì về cái khả năng giao cầu của mình chưa? Vâng, tại vì trường chúng em năm nay tham gia với hai đội và thời gian mà chúng em làm đối bố và tập luyện rất là ngắn nên đối bố chưa được ổn định lắm. Tôi sẽ cố gắng khắc phục như trận sau. Và hy vọng là sau cái trận đấu vừa rồi với một điểm trận thì các bạn sẽ cải thiện được kinh nghiệm của mình cũng như điều khiển robot tốt hơn để chúng ta có thể có trọn vẹn điểm số trong những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi xin được giới thiệu đây là trận đấu thứ 15 tại khu vực xuất phát màu đỏ, đó là đội LH Lion của Đại học La Không. Và tại khu vực xuất phát màu xanh đó là SPK5 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ trận đấu sẽ được bắt đầu. Chúng ta sẽ đến lượt đấu thứ 3 của bảng 5.
giữa những chú sư tử của Đại học Lạc Hồng và ngọn lửa lớn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giao cầu hay, trả giao cầu xuất sắc. Chúng ta vừa chứng kiến một màn đánh rất hay, mở màn của lượt đấu thứ 3 bảng 5. Cả hai đội giao cầu, trả giao cầu hết sức là quyết liệt. Và đội giành điểm chính là đại diện của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, SPK5. Lượt giao cầu tiếp theo của Đại học Lạc Hồng. Như vậy là các bạn đã giao cầu ra ngoài và 2-0 cho SPK5 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số trên sân hiện tại là 2-1, nghiêng về SPK5. Chính xác. Cú giao cầu hết sức chính xác của đại diện Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, SPK5. Các bạn vừa đã có lượt giao cầu thành công. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Trả giao cầu rất hay. Như vậy là LH Lion vừa có cú trả giao cầu để gỡ hòa điểm số 3-3. Quan sát các trận đấu trên sân từ sáng đến giờ thì thấy rằng là Đại học Lạc Hồng chính là đại diện có khả năng trả giao cầu rất hay. Cú giao cầu của Đại học Lạc Hồng chính xác. Các bạn vừa dẫn điểm số thứ 4, 4-3 cho Đại học Lạc Hồng. LH Lion lần đầu tiên dẫn trước trong trận đấu này. Đây là lượt giao cầu rất quan trọng của SPK5. Giao cầu hay, trả giao cầu xuất sắc. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 5-3. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu như sau. Đội LH Lion ghi được 5 điểm. Đội SPK5 ghi được 3 điểm. Như vậy đội LH Lion ghi được 3 điểm trận. Quý vị, quả thực vừa rồi là một trận đấu mà cả hai đội đều có những cú trả giao bóng rất là hấp dẫn, rất là tuyệt vời. Và với những cái cú trả giao bóng đó thì đội LH Lion của Đại học Lạc Hồng các bạn đã giành được chiến thắng. Cảm giác lúc này như thế nào? Dạ, cảm giác của bọn em lúc này là rất là sướng sướng. Rất là sướng sướng. Dạ. Ai là người bấm con robot trả giao bóng? Em hả? Bạn này hả? À, là người điều khiển con robot ra trả giao cầu. Không biết bạn có phải là một vận động viên cầu lông không? Không, em đánh tệ lắm chị. Tại sao đánh cầu lông tệ mà bạn lại có thể phán đoán cái hướng đi của cầu và các bạn trả giao bóng tốt như vậy? Chắc là do quá trình luyện tập thường xuyên. Cái sự chuẩn bị của các bạn trước khi đến với cái vòng loại Robocon này, các bạn chuẩn bị như thế nào? Trước khi đến vòng loại Robocon miền Nam thì đội LH Lion cũng như toàn thể những đội khác của trường Đại học Lạc Hồng có chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đến với trường miền Nam hôm nay. Một lần nữa thì xin chúc mừng các bạn, và tôi hy vọng rằng là với những cái cú trả giao cầu cũng như giao cầu tốt như trong cái trận đấu vừa rồi thì các bạn sẽ tiếp tục có những chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi xin được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ là đội SVI02, trường Đại học Trần Đại Nghĩa. Và tại khu vực xuất phát màu xanh là đội LH Lion của Đại học Lạc Hồng. Và bây giờ trận đấu sẽ được bắt đầu. Đây là lượt đấu thứ 4 của bảng 5 giữa hai đội SVI02 và LH Lion. Chúng ta sẽ chờ đợi những cú giao bóng xoáy và chìm của SVI02. Rất hay. Như vậy là Đại học Lạc Hồng đã vừa ghi được một điểm số vô cùng đẹp mắt. Lần giao bóng của LH Lion. Trả giao bóng hay. 1-1. Đây là một trận đấu diễn ra vô cùng hay và gay cấn ngay từ những cú giao cầu đầu tiên. SP02 giao cầu. Rất hay. Rất tiếc là mặc dù đã
đoán được hướng cầu nhưng các bạn đã không có cú trả giao cầu thành công và LH Lion vừa ghi cho mình điểm số thứ 2, tỷ số trên sân bây giờ là 2-1 nghiêng về LH Lion. LH Lion chuẩn bị giao cầu. Đây là một trận đấu vô cùng gay cấn, hấp dẫn, kịch tính. LH giao cầu, trả giao cầu thành công. Như vậy là SPI02 vừa trả giao cầu thành công và ghi điểm 2-2. Hai đội đã có những điều chỉnh. Chú robot hết sức linh hoạt, đoán được hướng đi của cầu và có cách xử lý để đưa được cầu sang sân đối phương và ghi điểm. Chúng ta chờ đợi SPI02 giao cầu. Rất hiểm hóc. Hai đội rất cân tài cân sức và tỷ số hiện tại là 3-2 nghiêng về SPI02. Giao cầu giỏi, trả giao cầu hay. Như vậy là ở cú giao cầu tiếp theo thì LH Lion đã không thành công. 4-2 nghiêng về SPI02 và bây giờ SPI02 sẽ là người giao cầu. Chúng ta chờ đợi một cú giao cầu hiểm hóc. Trả giao cầu xuất sắc. Rất khó để có thể giao cầu ăn điểm trực tiếp khi mà có sự xuất hiện của SP02 và LH Lion. LH Lion giao cầu thành công. Như vậy là tỷ số đã được gỡ hòa 4-4. Cổ động viên hùng hậu thì hai đội đang cho thấy là một trận đấu hết sức là hấp dẫn, sôi động. Giao cầu của SP02 trả giao cầu ngay. Rất hay. Như vậy là SP02 đã không kịp đưa ra phương án để đỡ quả trả giao cầu của LH Lion và điểm số hiện tại đang là 5-4. LH Lion đang có cơ hội để kết thúc trận đấu. Giao cầu thì LH Lion đã không thành công và biếu một điểm cho SP02. 5-5. Trận đấu ngày càng sôi động và kịch tính. Điểm số tiếp theo thuộc về SP02 LH Lion. Sau cú giao bóng này chúng ta sẽ chờ xem. Rất hay. Như vậy là SP02 với cú giao bóng xoáy và chìm của mình đã ghi một điểm số quan trọng, điểm số thứ 6 trong trận đấu này. Đổi giao cầu cho LH Lion. LH Lion giành cầu, đỡ được thành công không? Như vậy là SP02 đã trả giao cầu không thành công. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội SPI02 đạt 6 điểm, đội LH Lion ghi được 6 điểm. Kết quả, hai đội hòa, mỗi đội được 1 điểm. Chúng tôi xin được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ, đó là đội SPK5 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại khu vực xuất phát màu xanh là đội SPI02, Đại học Trần Đại Nghĩa. Và bây giờ trận đấu xin được bắt đầu. SP02 hiện tại đang còn 2 điểm trận, còn SPK5 chỉ có 1 điểm trận. Như vậy là SPK5 vừa ghi cho mình 1 điểm từ cú giao cầu đầu tiên của mình. SP01 và SP02 của Đại học Trần Đại Nghĩa có cú giao cầu hết sức hiểm hóc. Chúng ta chờ đợi xem lần giao cầu đầu tiên trong trận đấu này của SPI02. Chính xác. Cầu đi rất thấp và xoáy khiến cho SPK5 không thể có phương án để trả giao cầu. Lần giao cầu thứ 2 của SPK5. Trả giao cầu, thành công không? Rất tiếc, cầu đã không đi qua lưới.
chúng ta chờ đợi một cú giao cầu thấp xoáy hiểm hóc của SV02. Rất hay, trả giao cầu rất hay. Như vậy là SPK5 đã đoán được chiến thuật của SV02 và đã có cú trả giao cầu hoàn hảo để ghi cho mình điểm số thứ 3. Tỷ số bây giờ là 3-1. SPK5 giao cầu. Các bạn đang có lợi thế lớn khi dẫn trước đối thủ 2 điểm. Giao cầu hay. SPK5 đã giao cầu thành công. 4-1. Tỷ số đã là cách biệt 3 điểm. SVI vẫn còn cơ hội nếu họ thành công ở lượt giao cầu này. Thành công không? Trả giao cầu xuất sắc. Như vậy là trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về SPK5 với màn trả giao cầu hết sức là xuất sắc và chính xác. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội SPK5 ghi được 5 điểm. Đội SVI02 ghi được 1 điểm. Đội SPK5 đạt 3 điểm trận. Thưa quý vị, như vậy là sau khi đã hòa nhau ở lượt đấu trước đó thì ở trận đấu vừa rồi cả SPK5 và đội SV02 của trường Đại học Đại Nghĩa đã cống hiến một trận đấu rất là hấp dẫn. Và tôi thấy là các bạn đã có những cái pha trả giao cầu rất là xuất sắc và ghi được điểm. Không biết là cảm giác của bạn khi mà chúng ta trả giao cầu và chúng ta ghi được điểm cho đội của mình thì bạn cảm thấy thế nào? Dạ... từ khi ở nhà thì tôi tập sân, tôi cũng đỡ giao cầu tương đối tốt, mà lên này tại vì ngày hôm qua thử sân xong robot có một số cái sửa đổi thay đổi nên lúc mà trong mấy trận đầu em chưa có cảm giác tốt nên lần này tụi em đã làm tốt hơn. Và rõ ràng như vậy là các bạn đã có thêm một chiến thắng nữa và các cơ hội đi tiếp thì nó đang rất là lớn. Vậy thì không biết là sau cái trận đấu vừa rồi thì các bạn còn lượt nữa đúng không? Và các bạn sẽ rút ra được cái kinh nghiệm gì để chúng ta tiếp tục hướng đến một chiến thắng nữa? Trận đấu thì mùa giải năm nay thì quan trọng ở người điều khiển bàn tay. Nên về mặt công nghệ thì tụi em lợi thế về cái tập sân thì tụi em không có nhiều thời gian. Nhưng mà sau khi hồi nãy là đã có ngồi lại hội ý và giải quyết mọi tâm lý, giải tỏa tâm lý được rồi. Hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn. Rõ ràng SPK5 đang có một lợi thế hơn là SV02 ở trong bảng đấu này. Và hy vọng là ở lượt đấu tiếp theo cả hai đội sẽ thi đấu hết mình để có thể kiếm thêm được những điểm số quan trọng giúp cho họ giành được vé đi tiếp. Xin được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ, đó là đội LH Lion của Đại học La Không. Và tại khu vực xuất phát màu xanh đó là SPK5 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ trận đấu sẽ được bắt đầu. Đây là trận đấu giữa LH Lion và SPK5. Một cú giao cầu chính xác của SPK5. Ngay từ lượt giao cầu đầu tiên thì SPK5 đã ghi điểm trực tiếp. Chúng ta sẽ đến lượt giao cầu tiếp theo của LH Lion. Một đội có những chú robot hết sức sặc sỡ. Chúng ta sẽ xem trả giao bóng hết sức mạnh mẽ. Trả giao cầu rất hay. Chúng ta thấy rằng là robot có nhiệm vụ trả giao cầu của SPK5 với dàn vợt lên đến 12 vợt. Rất khó để lọt qua cánh tay dày đặc vợt như vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi xem chúng có trả giao cầu thành công hay không. Rất hay. Tỷ số trên sân bây giờ là 3-1 nghiêng về SPK5. Hiện tại thì SPK5 đang có 4 điểm trận, còn LH Lion đang có 7 điểm trận. Nếu chiến thắng thì SPK5 có thể san bằng được tỷ số điểm trận với lại SPK với LH Lion. Giao cầu thành công. Một cú giao cầu chính xác. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-4. Một cú trả cầu hoàn hảo. Như vậy thì LH Lion vừa có cú trả giao cầu hết sức hoàn hảo và tỷ số rút ngắn xuống còn 3-4. Một cú giao cầu chính xác. Như vậy là tỷ số
số đã được gỡ hòa 4 đều. Như vậy là LH Lion vừa ghi cho mình điểm số hết sức quan trọng 5-4. Như vậy là với cú giao cầu hoàn hảo của mình thì như vậy là trọng tài đã xác định là cầu đi ra ngoài và điểm số vừa rồi đã thuộc về SPK Fine 5 đều. Một trận đấu hết sức cân tài cân sức. Lượt giao cầu tiếp theo của SPK Fine trả giao cầu không thành công. Như vậy là điểm số thứ 6 mà SPK Fine đã ghi được. Liệu trận đấu này có một kết quả hòa 6 đều? Chúng ta hãy chờ xem sau cú giao cầu của LH Lion. LH Lion giao cầu. Trả giao cầu tốt. Tốt. Như vậy là một điểm số hoàn hảo cho LH Lion 6 đều. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội LH Lion ghi được 6 điểm. Đội SPK Fire ghi được 6 điểm. Tuy nhiên đội LH Lion có 2 lần chạm cầu. Do đó đội LH Lion giành được 3 điểm trận. Ở bảng này, LH Lion của Đại học Lạc Hồng thắng 3 trận và hòa 1 trận nên được 10 điểm trận, giành vị trí nhất bảng. Và sau đây là kết quả của bảng 5. Đội LH Lion được 10 điểm trận, 22 điểm thành tích. Đội SPK Fire được 4 điểm trận, 20 điểm thành tích. Đội SVI02 được 2 điểm trận, 15 điểm thành tích. Vậy là 5 bảng thi đấu trong vòng 1 đã kết thúc. Trải qua 30 trận thi đấu, chúng ta đã xác định được 12 đội bước vào vòng 2 của cuộc thi. 5 đội nhất bảng gồm đội SPK Eyes của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đội IUH Emotion trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đội TDNEX của trường Đại học Trần Đại Nghĩa, đội LHBVB của trường Đại học Lạc Hồng, đội LH Lion của trường Đại học Lạc Hồng. 5 đội nhì bảng gồm đội CDNBRVT2 trường Cao đẳng nghề Bà Rịa Vũng Tàu, đội SVI01 trường Đại học Trần Đại Nghĩa, đội LHNVNS trường Đại học Lạc Hồng, đội IUH Kaseka trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đội SPK Fire trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và 2 đội 3 có thành tích cao nhất, đội LH SIP của trường Đại học Lạc Hồng, đội CDNBRVT1 của trường Cao đẳng nghề Bà Rịa Vũng Tàu. Vòng 2 sẽ là cuộc tranh tài giữa các đội mạnh. Đây sẽ là một vòng đấu nhiều gay cấn bởi các đội sẽ phải thi đấu hết mình để ghi tên vào danh sách 8 đội đại diện khu vực miền Nam tham dự cuộc thi chung kết toàn quốc diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào tháng 5 tới. Trong số tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn không khí thi đấu ở các bảng 1-2 của vòng 2 cuộc thi Robocon khu vực miền Nam năm 2015. Mời quý vị và các bạn đón xem.